Thưa quý vị, liên quan đến việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người trước đó đã tích cực tham gia hoạt động từ thiện, nhiều người thắc mắc liệu những người đã làm từ thiện có đương nhiên được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự hay còn gọi là giảm án hay không. Về vấn đề này, pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có một số giải đáp cụ thể. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Khi xét xử một vụ án hình sự, tòa án sẽ căn cứ vào nhân thân người phạm tội, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để quyết định hình phạt. Vì vậy, với một người làm từ thiện nhiều thì để xác định người này có được giảm án hay không, cần xem xét các quy định tại Điều 51 Bộ Luật Hình sự, quy định về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Hiện nay khoảng 1 Điều 51 Bộ Luật Hình sự không quy định cụ thể làm từ thiện nhiều là một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên khoảng 2 điều này quy định, khi quyết định hình phạt, tòa án có thể coi đầu thú hoặc tình tiết khác, tình tiết không quy định tại khoảng 1 Điều 51 Bộ Luật Hình sự là tình tiết giảm nhẹ, nhưng phải ghi rõ lý do giảm nhẹ trong bản án. Vì vậy, về mặt lý thuyết, khi bị cáo làm từ thiện nhiều thì hội đồng xét xử vẫn có quyền xem xét để xác định đó có phải là tình tiết giảm nhẹ hay không, nếu có thì ghi rõ lý do. Trên thực tế liên quan tới vấn đề này, vào ngày 25 tháng 8 năm 2020, khi xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhụy, về tội cố ý gây thương tích, luật sư của bị cáo đã đề nghị cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ có thành tích trong công tác vì làm từ thiện nhiều. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cho rằng đề nghị của luật sư là không có căn cứ. Theo tòa, hoạt động từ thiện chỉ là hoạt động xã hội, không được xem xét là thành tích trong công tác để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về vlo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.